Rồi ok, bữa trước chúng ta đã thực hiện xong cái phần thêm sản phẩm nè đúng không? Xóa sản phẩm và show cái sản phẩm bên rồi. Bây giờ mình chỉ còn chức năng cuối cùng đó là chức năng sửa thôi đúng chưa? Chức năng sửa thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bên cái phần cái file main.cs. Nhưng mà trước tiên mình test thử coi mình giờ là cái cũ của mình nó chạy được không? Thầy bấm vô cái sửa nè. Lúc này các bạn sẽ thấy khi mà thầy bấm vô cái sửa này á thì nó sao? Nó không có hiện lên cái mô đồ để chúng ta thực hiện ha. Và nó nói cái gì đây? Nó nói là offer edit bay chưa được định nghĩa, chưa được định nghĩa. Nghĩa là cái thằng offer edit bay ở trên nè, nên cái lúc mà khi mình nhấn vô cái nút sửa đó thì nó không có hạt khớp với cái thằng ở phía dưới. Cái phần đâu rồi? Cái thằng đây, cái thằng offer edit bay đây. Các bạn thấy nó mờ không? Nó nhận không được, giống như cái thằng xóa sản phẩm bên trước của mình đúng không? Rồi ok, vậy thì bây giờ anh bắt chước giống như cái thằng xóa bên trước ha. Ngay đây thì người ta sẽ sửa lại là cái gì? Class open edit space, data id, rồi bằng, xóa cái này đi, xóa cái dấu ngoặc này đi nha. Rồi đấy, ok. Rồi bây giờ mình xuống dưới đây mình kiểm tra. Đâu rồi? Rồi cái phần xóa sản phẩm của chúng ta nè. Rồi bây giờ thì giờ chúng ta sẽ thực hiện lại bắt giống như cái thằng xóa sản phẩm nè đúng không? Vậy thì thầy copy cái chỗ này, thầy dán ngay đây, dán vô, thì dán vô rồi ngay chỗ này nè mình sẽ sửa lại là ở trên là direct pro đúng không? Thì bây giờ sửa lại là open edit bài, open bài nha. Rồi mình cũng bỏ đi cái việc xóa dữ liệu đi, xóa dữ liệu đi, và còn số lốc này cũng bỏ luôn đi. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ cái bài bữa trước của mình đó, khi mình mở lên cái mô đồ đúng không, mình mở lên cái mô đồ thì cái mô đồ đó nó phải hiện được cái dữ liệu của cái sản phẩm mình đang muốn sửa lên đúng không? Như vậy thì đầu tiên là chúng ta phải lấy cái sản phẩm mà chúng ta muốn sửa dựa vào cái ID. Muốn làm được điều đó thì mình đi qua bên cái thằng main, hay thành là mô đồ CS, mình thêm cái hàm đó là cái hàm gì, cái hàm lấy dữ liệu, thông qua cái data by ID, thông qua cái ID nha. Rồi vậy thì cái thằng này nó giống như là cái thằng ở ở trên, cái thằng ghép dữ liệu thì giống như ở trên. Rồi ok, vậy thì dán nó vô trong đây. Const reborn away, nhưng mà ghép lúc này á mình nói lấy thẳng dữ liệu của thằng này vô luôn. Dựa vào cái ID này thì mình dán vô đây luôn, ghép nè đúng không, lấy dữ liệu là anh ta sử dụng cái phương thức là ghép. Rồi return response data đúng không? Ok. Rồi sau đó thì mình qua bên cái thằng gì? Cái thằng main.cs các bạn sẽ gọi là nhé. Product service get data by ID, mình sẽ đưa cái ID vào. Lý do là ID trên mình đã lấy được rồi nè. Dựa vào dataset ID á. Rồi về chấm đen. Sau đó là ở đây mình đưa vô cái dữ liệu mình lấy được là đó là cái raw, là cái biến product ha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cho cái thằng này nó hiện lên, đồng thời là chúng ta cũng cho cái HTML nó vào luôn. Hiện ngay chỗ này thì còn control C, thì dán nó vào trong đây. Ok, lưu lại. Qua bên đây chạy thử. Bấm vô sửa. Các bạn thấy lúc này mình đã show được cái dữ liệu của mình lên rồi ha. Bây giờ nhiệm vụ của mình là khi mình tiếp tục mình sẽ nhấn vào cái nút sửa này. Mình nhấn vào cái nút sửa này thì nó sẽ tiến hành là nó cập nhật cái dữ liệu ở trên. Cập nhật dữ liệu trên. Rồi bây giờ bấm vô nút sửa thử coi. Thì bây giờ thấy nó y nguyên, nó không có làm việc gì hết, nó bắt lỗi giống như vậy. Thì cũng nói trên edit pro ý nó là function, nó cũng không nhận thấy được cái edit pro của mình ngay chỗ này. Thì bây giờ bắt chước mình sẽ tạo cái class này là edit pro đúng chưa, sau đó thì cũng tạo cái data id bằng gì, bằng cái ID này, data ID bằng ID này. Rồi
Sau đó thì xuống dưới đây thầy sẽ quay lên thành copy nha, quay lên cái thành copy cái khúc ở trên của thằng sửa thằng xóa sản phẩm nè. Tôi sẽ à, nhưng mà ngay chỗ này á, ok bây giờ dán cái chỗ này cái đi, bây giờ xóa cái function open edit page này đi, xóa đi. Đấy. Rồi thầy dán cái gì trong đây, lúc này mình không có lấy cái thằng tây body nữa mà mình lấy cái thằng gì, mình lấy cái thằng gì à, mình lấy thằng cha của nó chính là thằng gì, edit edit à, mình lấy cái thằng cha của nó, thằng cha của nó là edit edit pro à, edit pro à, body này vẫn lấy chứ ha. Ok chỉ có sửa thằng này là edit gì, edit pro à, khoan để thầy coi lại. Bây giờ à, bắt cách này à, bắt cách thằng này, bắt cách thằng này ở đây nha. Ok lúc này mình chi sức không phải là tây body của thằng cũ đó ha, mà mình đi vào trong cái thằng gì, edit luôn, edit mô đồ luôn à, vào trong cái thằng cha là edit mô đồ à. Sau đó mình vào trong đây mình kiếm cái thằng edit dưới edit rồi đó, còn cái thằng tây body này là thằng body của cái bảng bên ngoài này, chứ không phải là ở trong cái này. Bây giờ mình vô trong mô đồ rồi đúng không, rồi ok. Rồi vậy thì sao nữa nè, rồi bây giờ mình sẽ thực hiện cái công việc đó là chúng ta cũng lấy được cái ID của nó à, lấy được cái ID giống như hồi nãy đúng không à. Rồi à, bỏ hai cái này đi, bỏ hai cái này đi. Ở dưới đây thì ta thấy cái gì đây, mình có cái edit cũ, edit rộ cũ là bắt đầu mình lấy dữ liệu nè đúng không, mình lấy dữ liệu nè à, lấy dữ liệu xong rồi mình bắt đầu mình mới show cái à, mình mới à, tạo một cái set để lấy dữ liệu đó à, sau đó mình đưa vào à, sau đó mình đưa vào đúng chưa à, ok vậy thì lúc này mình cũng làm đi trang vậy thì cứ copy cái khúc này luôn nha, copy khúc này luôn à. Còn từ C thì dán vô ngay chỗ của mình luôn đấy. Nhưng mà lúc này mình thấy sao cái function này mình thu gọn hết đi, mình thấy sao cái khúc này thì đúng rồi đúng không, mình đã lấy được đọc dữ liệu vào từ edit rồi, mình đọc dữ liệu từ edit vô à. Xong rồi mình tạo được cái offset à. Rồi khúc này là sai rồi, khúc này là sai rồi, bỏ bỏ. Vậy thì ngay đây mình sẽ viết cái hàm là hàm cập nhật dữ liệu à, đúng không à, cái hàm là à, cập nhật dữ liệu ngay chỗ này à, rồi đất sứ Việt update data à, vậy thì mình vô ngay chỗ cái mô đồ CS, các bạn viết cho thầy cái à, status xin cập nhật là mình sẽ cho là update rồi. Update data bây giờ là by ID luôn à, tại vì mình đã mình làm cái này là by ID luôn đúng không à, by ID luôn, update kiểu như là theo cái ID rồi đó, các bạn nhìn update data by ID luôn nha à. Hoặc là update data cũng được à, sau đó mình đưa vào cái thằng này, đây là ID và data à, tùy mình muốn đặt cái hàng như thế nào thì mình đặt. Rồi sau đó thì mình cũng giống như thằng kia, save khác, save khác này, copy này cho nó nhanh này, và ngay chỗ này mình không có sử dụng cái phương thức là get nữa à, mà mình sử dụng phương thức là gì, bỏ chỗ này hay không có trả về, update thì không có trả về, chừng nào có trả về thì mới là khai báo với thằng respond này, còn update thì không có trả về. Ngay đây mình có một cái thằng để mà update dữ liệu đó là thằng boot, và ngay chỗ này là cái thằng ID nè, thằng ID để mình thực hiện là mình biết được cái thằng này là thằng nào nè, và dữ liệu mình còn update ra thằng data được chưa. Thằng data này sẽ đổ dữ liệu vào trong cái sản phẩm mà có ID này nha. Đấy. Sau đó thì làm gì, còn slot đi, còn slot nó ok, update thành công, nghiệp thành công ví dụ vậy nha. Ok rồi bây giờ mình qua bên cái thằng main.cs của mình, qua bên cái thằng main.cs của mình
thì lúc này á, thì lúc này sao đây, lúc này mình có cái dữ liệu như thế này rồi, mình có cái dữ liệu như thế này rồi. ID, ID là ID cũ đúng không? Ok. Còn Show Pro. Bây giờ thì thử thử làm với thằng như đây luôn nhé. Product Service. Product Service chấm. Update Data đúng không? Update Data. Sau đó mình đưa cái gì vô đây? Đưa cái thằng ID hồi nãy mình mới tìm từ cái trên. Và mình đưa cái thằng gì? Cái thằng rồi vô luôn. Đưa cái thằng rồi vô đây luôn. Rồi, ok, lưu lại. Sau đó gì cho thằng này nó ẩn đi, và cái gì nữa, show role này nó sẽ là hiện cái bảng lại. Ok, xóa cái hàm cũ luôn. Rồi bây giờ qua đây chạy lại coi thử như thế nào nhé. Thì bấm vừa sửa nè, thì TV new ok giá. Rồi bấm vừa sửa. Rồi thấy lúc này là nó không thực hiện sửa nè. Nó nói như thế nào đây, kiểm tra thử. Nó nói là data is not defined. Data là cái gì vậy? Rồi ok, ngay chỗ tấm hình của mình, cái tấm hình của mình nè, nó nói là data is not defined ngay chỗ này đúng không? Rồi vậy thì bây giờ mình có một cái cách nữa ha. Bây giờ nếu như mà edit đi, nếu như mà cái edit email của mình á, cái edit email của mình á, mà nó là sao, mà nó mà mình không có chọn hình á, thì nó là rỗng đúng chưa? Nó là rỗng thì thầy sẽ cho cái khúc này nó như thế này đi. Thầy sẽ cho khúc này nó như thế này, thầy sẽ lên trên, thầy sẽ kê xem cái tấm hình mình nằm đâu. Đây đúng không? Thầy sẽ đặt cho nó một cái ID, ID bằng, thầy sẽ đặt cho nó là chỗ này là show email đi, show. Để thầy lấy cái dữ liệu của nó, để thầy lấy cái dữ liệu của nó, người ta lấy cái SRC của nó, thấy chưa? Rồi quay xuống như đây, ngày thà mình sẽ tiến hành là mình document chấm get element body query selector, gì nữa, phải tăng. Rồi nãy đặt là gì? Show email đúng không? Show email. Đấy. Copy cho chắc ăn. Dán vô. Dán vô. Rồi. Sau đó thầy tiếp tục thầy lấy tới là src. Lấy cái thằng đường dẫn của nó. Lấy đường dẫn của nó. Sau đó thầy chấm clip. Chấm clip là phải cắt. Để cắt cái đường dẫn nó cắt tại đâu. Cắt kể cái thằng là có cái thằng dấu sẹt. Dấu sẹt là cắt. Nhưng mà sau đó thì lấy cái phần tử cuối cùng, lấy cái phần tử cuối cùng, được chưa? Ví dụ như mình có cái hình như thế này đúng không, thì mình cắt từng dấu sẹt nè, nhưng mà mình chỉ lấy cái thằng cuối cùng này thôi, nghĩa lấy cái thằng đường đó thôi. Rồi ok, lưu lại nè, qua bên đây kiểm tra trả lại coi, bấm giờ sửa nè, đúng không? TV new đi, chọn cái hình mới của ví dụ vậy. Ok, cái trình duyệt của thầy nó bị lỗi rồi, bấm vô chu file bây giờ nó không có hiện là cái box này, này khởi động máy lại, rồi bấm vào cái đây sửa giá đi, ok bấm vào sửa, vẫn tiếp tục bị lỗi nữa, bắt lỗi tiếp, bắt lỗi tiếp, query selector, spawn with inner function, cái hàng vậy, cái hàm show gì mày, cái hàm show gì mày, làm xôi mày, ngay đây là cái gì đây? Ủa, tại sao có spawn ở chỗ này? Ok, lưu lại nè. Bấm nhiều sửa. Rồi, test tiếp. Mình tiếp tục mình test như vậy. Mình tới đâu các bạn test cái đó. Rồi, bấm nhiều sửa. Tiếp tục có lỗi nè. Còn son nữa. SRC SRC rồi mình bấm cái nhảy lên cái thằng đó là tại sao rồi. Rồi ok đúng rồi nè, đúng chưa, SRC click nè, rồi sửa tiếp new
Bấm sửa. Rồi, ok, lúc này các bạn thấy mình đã sửa thành công rồi nha. Đã sửa thành công cái dữ liệu rồi. Mặc dù thầy đã không chọn cái ảnh mới, nhưng mà ảnh cũ mình nó vẫn lấy được cái dữ liệu và nó show lên trên đây. Rồi, ok. Vậy thì đã hướng dẫn cho các bạn cái phần sửa sản phẩm rồi nha.